lần đầu là đầu tiên là gọi là khấp khớp. Mình chữa Hà Nội, Sài Gòn mình đi đủ bệnh viện, bệnh Bạch Mai, bệnh viện E Hà Nội chứ mình đi hết. Bệnh viện Sài Gòn là Chợ Rẫy hay là Thống Nhất hay là 30 tháng 4 là mình đi hết. Chữa cả bệnh viện nhà nước xong rồi bệnh viện ngoài, chữa hết mà không được. Về đây mình lấy mấy thứ thuốc, ba thứ thuốc giảm đau thôi. Rồi thì mình uống, khi nào đùng bệnh cái là mình uống, khi nào đau cái là mình uống. Mà mình uống trễ cái là phải uống mãi, uống mãi nó đau mãi, kéo dài. Chứ không thể, cái bệnh không thể được. Hơn này viêm đa khớp mãn tính. Viêm đa khớp mãn tính cho nên là trở thành sau đấy cái tiếng Việt Nam gọi là hút. Mình hút, nhưng mà anh tiếng Anh thì lại gáo. Rồi thì mình khi đi sang Mỹ đấy là mình đưa đi gần 100 liều thuốc, cái loại mà giảm đau được. Mình trù hở đau cái là mình uống. Nhưng mà khi sang đây á, sang đây 2 tháng, bữa nay là 2 ngày đúng không mẹ? 2 tháng 2 ngày. Bữa mùng 10 cái đám của chị Hương, đám của đám Phú á, là mình, ngày đó mình qua luôn. Qua thì qua được gần 2 tháng, là mình hơn, uống thuốc đi hơn tháng. Uống thuốc về là thẳng với vụ anh thôi. Đưa cho mấy thầy thuộc là mình uống đưa thử chi là mình uống thử. Uống rồi thì ngay từ thời gian đầu, trong cái tuần đầu, trong cái mười sáng tuần đầu thì 3-4 ngày trước đó thì vẫn đau một lần, đau cái khớp một lần, mà đau cái cổ chính, cái ngón chân cái đau. Xong mình uống một liều giảm đau nữa. Và từ đó về sau là mình mấy ngày sau đến cỡ 2 tuần, hơn 2 tuần thì thẳng chỉ đưa thuộc Nuskin đó cho mình uống. Mình uống một ngày nhiều lắm. Thì loại thuộc chi thì mình cũng rõ, nhưng mà mình cũng đọc tiếng được. Mà đưa cho đòi nữa. Đưa cho mày lo cái hộp thuốc á, ống thuốc á. Thì mình cái này mấy viên. Đâu gì hả? Trong đó có Life Pack Nano, Vitality, Cartilage, Bone Formula, với nước gấp. Uống một lần có bữa một lần uống buổi sáng là 8-9 viên đó. Rồi bữa trưa cũng 7 viên, rồi bữa tối cũng 8-9 viên. Chứ uống mà mình chịu khó uống lắm, uống liên tục đều. Từ 2 tuần 3 tuần nay thì cho đến như là cái gáo nữa không thể đau. Ở Việt Nam mình cứ một tuần là phải đau một lần hay là 2 lần. Vì đau có khi mình uống một liều ấy là nó nghĩa là mới chữa đau mình uống liều là nó hết, vì giảm đau. Còn mà sáng đây mình uống cái thuốc này từ hơn một tháng nay thì mình thấy là rất không thấy lên, không thấy đau gì cả, thì mình thấy rất ổn. Thì còn mà vừa cái tay mình sáng khi mà bọc một cái đế hành lên cao kéo cái dây ra mang vũ em thẳng là lấy thuốc cha cho mình, cha mấy lần 3-4 lần rồi đó, chứ thấy khá hơn. mập hơn nữa nha. Cái nhà hắn thứ nhất là đen hơn, thứ hai là hắn nhéo ấy, cái da hắn nhéo nhặn. Cho nên cũng rất chúc mừng ông. Chúc mừng ông. Ok. Ông uống thuốc cũ á thì hắn có chưa chứng gì không? Anh giảm đau thôi là đàn ha.